kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 2 tháng 11 sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì chiêu đãi Tổng thống Mông Cổ Ukhnagin Khurensukhur và phu nhân đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chi phí sản xuất và mua điện vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới giá thành điện đầu ra và hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện, đặt ra yêu cầu giá bán lẻ điện cần được điều chỉnh kịp thời trên cơ sở đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi Tổng thống Mông Cổ Ukhnagin Khurensukhur và phu nhân đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Dẫn câu nói của người Mông Cổ, có được vinh quang hay thành công luôn có sự giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ, tin cậy và đoàn kết của bạn bè. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, người Việt Nam cũng thường nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Điều đó cho thấy hai dân tộc từ xa xưa đã luôn coi trọng giá trị quan trọng của sự đoàn kết, ủng hộ, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Chủ tịch nước cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng gian khó đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp phát triển đất nước của nhân dân Mông Cổ, tin tưởng Mông Cổ sẽ thực hiện thành công mục tiêu chiến lược tầm nhìn 2050, gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc và ngày càng có vị thế, uy tín cao trên trường quốc tế. Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Thủ tướng Frederiksen chúc mừng về những thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Đan Mạch tại khu vực và Đan Mạch mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước. Về đầu tư, với dự án nhà máy thứ 6 trên toàn cầu trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Lego tại Bình Dương, Đan Mạch đã vươn lên đứng thứ 22 trên thế giới về đầu tư vào Việt Nam, đồng thời mở ra xu hướng đầu tư xanh tại Việt Nam. Thời gian tới, hai thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đan Mạch đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, tăng trưởng xanh. Đề nghị Đan Mạch ủng hộ việc Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Frederiksen khẳng định sẽ luôn khuyến khích các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường đầu tư tại Việt Nam, góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác về sản xuất theo chuỗi chăn nuôi, nông nghiệp, thủy sản và thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm, nông sản bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Đan Mạch cùng nhóm G7 và các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong triển khai khuôn khổ quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Thủ tướng Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, nhất là về hỗ trợ nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng thể chế như đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngay sau hội đàm, hai thủ tướng đã thông qua tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh Việt Nam Đan Mạch, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở mỗi nước và cùng hướng đến một thế giới xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn. Sau một ngày rưỡi thảo luận về kinh tế xã hội, sáng nay, Quốc hội cho ý kiến về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước. Trong các ý kiến thảo luận sáng nay, các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, cũng như đánh giá cao công tác quản trị ngân sách và thực thi chính sách tài khóa, đồng thời đề nghị Chính phủ quan tâm tới các giải pháp đột phá, phát huy vai trò của thành phần kinh tế nhà nước trong đầu tư công, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó có hoàn thiện hệ thống đường sắt quốc gia, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Đối với nguồn vốn đầu tư, qua báo cáo của Chính phủ, các dự án từ nguồn vốn đầu tư ODA có tỷ lệ giải ngân chậm nhất do vướng các quy định ràng buộc của bên cho vay và hiện nay nguồn tài chính trong dân muốn đầu tư là rất lớn, kiến nghị nên nghiên cứu một số dự án quy mô lớn chuyển từ vay ODA sang phát hành trái phiếu trong nước. Trong bối cảnh hiện nay thì các ngân hàng cũng muốn tăng khả năng lưu thông dòng tiền, việc phát hành trái phiếu trong nước cũng sẽ tạo điều kiện tăng lưu thông dòng tiền. Một yêu cầu hiện nay trong đầu tư công là chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Tuy nhiên theo tôi, vấn đề quan trọng là việc đầu tư phải đúng mục tiêu, từng công trình dự án phải phát huy hiệu quả và bảo đảm chất lượng, tránh tình trạng áp lực giải ngân bằng mọi giá. Điều này càng có ý nghĩa khi mà nguồn lực của đất nước có hạn, trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, xã hội là rất lớn để đất nước phát triển theo kịp với các nước trong khu vực. Đồng thời cần các cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm công tác đầu tư công đúng mục đích, đạt hiệu quả, ngăn chặn tình trạng lợi dụng đầu tư công để trục lợi, tham nhũng và gây lãng phí nguồn lực của đất nước. Từ chiều qua, giá các loại xăng đã tăng cao nhất hơn 400 đồng một lít. Ngược lại, giá các loại dầu lại giảm đến gần 550 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 249 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 426 đồng một lít. Với dầu, giảm nhiều nhất là dầu diesel giảm 549 đồng một lít, tiếp đến là dầu hỏa và dầu ma rút. Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 31 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu với 18 kỳ tăng, 9 kỳ giảm và 4 kỳ giữ nguyên giá bán. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chi phí sản xuất và mua điện tuy đã giảm so với năm trước, nhưng hiện vẫn ở mức cao, nhất là giá nhiên liệu đầu vào như than nhập khẩu tăng bình quân hơn 2 lần, giá dầu tăng 1,4 lần so với trước năm 2021. Chi phí đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới giá thành điện đầu ra và hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện. Theo EVN, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino nên tình hình thủy văn không thuận lợi. Nước về các hồ thủy điện rất thấp, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc vào thời kỳ cuối mùa khô vừa qua. Do vậy, ước tính cả năm nay, sản lượng nguồn phát điện giá thấp giảm khiến tăng nguồn phát điện giá cao so với phương án kế hoạch đã được Bộ Công Thương duyệt trước đó. So với kế hoạch đầu năm, thì cái chi phí mua điện của thực tế của 9 tháng đầu năm này, nó đã tăng so với đầu năm khoảng 13.000 tỷ. Tức là một cái mức tăng khá cao, chủ yếu là do cái tình hình thủy văn không thuận lợi ở miền Bắc trong các tháng mùa khô, dẫn đến là phải tăng cường phát tối đa các nguồn nhiệt điện có giá cao, đó là than khí dầu. Thì với một cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như thế này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái tình hình tài chính của EVN trong năm 2023. Đầu tháng 5 vừa qua, sau khi giá bán lẻ điện đã được điều chỉnh tăng 3%, doanh thu của ngành điện năm nay ước tăng thêm khoảng 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo EVN, số tiền tăng thêm này cũng chỉ giải quyết được một phần khó khăn về tài chính của tập đoàn trong ngắn hạn. Năm 2022 thì giá thành nó tăng khoảng 9,2%, nhưng chúng ta chỉ cho điều chỉnh giá có 3%. Thì như vậy là không có lợi nhuận, mà cũng không bảo đảm bù đắp được chi phí sản xuất kinh doanh như quy định của luật giá đối với cái sản phẩm này. Xăng dầu chúng ta đã có một cái cơ chế uyển chuyển sau rất nhiều những cái tranh cãi sau rất nhiều, thì bây giờ gần như là cũng đã tiệm cận đến thị trường. Tức là thị trường đầu vào tăng thì đương nhiên là thị trường đầu ra sẽ tăng. Và tương tự như vậy thì thị trường điện cũng phải như thế, tức là điện là phải theo quy luật của thị trường. Việc chi phí sản xuất và mua điện tăng cao nên năm nay giá thành sản xuất điện ước khoảng 2.098 đồng cho 1 kWh, cao hơn giá bán lẻ điện bình quân khoảng 178 đồng 1 kWh. Thực trạng này đã đặt ra yêu cầu giá bán lẻ điện cần được điều chỉnh kịp thời theo các biến động của chi phí sản xuất điện trên cơ sở đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô theo điều hành của chính phủ. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ ba liên tiếp khi có các dấu hiệu cải thiện nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, tốc độ tăng khá nhẹ do khách hàng vẫn ngần ngại trong việc cam kết đơn hàng mới. Đây là nhận định được Standard & Poor's đưa ra trong công bố mới đây về chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 10, chỉ số PMI ở mức 49,6 điểm, tương đương với tháng 9. Tuy nhiên, thời kỳ giảm việc làm kéo dài 7 tháng đã kết thúc. Một số doanh nghiệp tham gia khảo sát đã tăng số lượng việc làm để đáp ứng lượng tăng của đơn hàng mới. Tồn kho hàng thành phẩm cũng đã giảm. Đẩy mạnh chuyển đổi số được chính phủ xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để hiện thực các đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, doanh nghiệp, người dân là trung tâm. Với doanh nghiệp, chuyển đổi số là cách hỗ trợ hiệu quả để nâng cao năng lực, khả năng thích ứng, từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nắm rõ kế hoạch, tiến độ hoàn thành và xử lý công việc từ xa, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người chủ doanh nghiệp này có thể giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Nhờ ứng dụng hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp, giờ đây việc quản lý nhân sự,
kho vận, bán hàng đều được thực hiện trên môi trường số. Việc có một cái giải pháp tổng thể thì nó giúp công việc nó được trôi chảy, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, các cái nút quy trình thừa, từ đó tăng được cái doanh thu, doanh số tốt hơn rất là nhiều. Theo tính toán thì chuyển đổi số có thể giúp doanh nghiệp tăng tổng doanh thu lợi nhuận trong 3 năm đầu tiên lên tới 50%, giúp cắt giảm chi phí vận hành cũng như là chi phí quản lý nhân sự lên tới 55%, cũng như là tăng hiệu suất lao động lên từ 30 đến 40%. Sử dụng nền tảng số là một trong những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, đưa công nghệ số trở thành một dịch vụ phổ biến. Đến nay, đã có hơn nửa triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, trải nghiệm các nền tảng số trong nước. Cái khả năng hỗ trợ và support thì cái giải pháp trong nước là vượt trội so với giải pháp nước ngoài. Cái thứ hai đó là cái chi phí. Thì các giải pháp nước ngoài thường, các chi phí đắt hơn giải pháp Việt Nam khoảng từ 3-5 lần. Và cái thứ ba đó là cái tính địa phương cho sản phẩm, chẳng hạn như việc kết nối với bảo hiểm, việc kết nối với thuế, việc kết nối với cơ quan nhà nước, thì những cái điều đó là những giải pháp trong nước ấy, họ sẽ đáp ứng tốt hơn rất nhiều so với giải pháp nước ngoài. Chỉ có cái nền tảng số xuất sắc thì mới chinh phục được người tiêu dùng, và chinh phục được người tiêu dùng thì mới thay đổi cái nhận thức của người tiêu dùng và thay đổi được cái thói quen của người tiêu dùng. Ngoài quyết tâm của người đứng đầu doanh nghiệp, việc các cơ quan quản lý hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng số, thúc đẩy nền tảng số, chia sẻ dữ liệu sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Mục tiêu đến năm 2025, 75% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các nền tảng chuyển đổi số. Sau đây là phần điểm những nội dung đáng chú ý về Việt Nam trên các trang báo 24 giờ qua. Nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 20% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2025 và đang trên đà đạt khoảng 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, nhanh nhất ở khu Đông Nam Á cùng với Philippines. Trang tin Economic Times trích lời báo cáo do Google Temasek Holdings, tập đoàn đầu tư toàn cầu thuộc sở hữu của chính phủ Singapore và công ty tư vấn quản lý toàn cầu Bain & Company đồng thực hiện. Báo cáo nêu rõ lý do kinh tế số Việt Nam tăng trưởng nhanh so với tỷ lệ chung của khu vực nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, đầu tư từ các ngân hàng thương mại và sự phổ biến rộng rãi của mã QR. Báo cáo cũng chỉ ra xu hướng này dự kiến sẽ tăng tốc khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa. Trang Le Courrier du Việt Nam trích dẫn số liệu từ Cục Hàng hải Việt Nam. Theo đó, khối lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam tăng trong 10 tháng đầu năm nay đạt hơn 624,559 triệu tấn, tăng đa 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 9, tổng khối lượng hàng hóa quá cảnh cảng biển đạt gần 565 triệu tấn, tăng 3%. Lượng hàng xuất khẩu giảm 1%, đạt trên 132 triệu tấn, trong khi lượng hàng nhập khẩu tăng 5%, lên trên 165 triệu tấn. Vận tải hàng hóa nội địa cũng tăng 3%, đạt hơn 264 triệu tấn, trong khi vận chuyển hàng hóa trung chuyển lên tới 2 triệu tấn. Theo tờ The Star của Malaysia, với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam được đánh giá là thị trường đầu tư tiềm năng cho các nhà bán lẻ nổi tiếng trên thế giới. Nhiều nhà bán lẻ nước ngoài đã tăng cường đầu tư vào thị trường Việt Nam. Bài báo trích số liệu từ Bộ Công Thương cho biết, thị trường bán lẻ Việt Nam có quy mô hơn 142 tỷ đô la Mỹ, trong đó 16% đến từ thương mại điện tử. Quy mô này dự báo sẽ tăng lên 350 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 2,5 lần vào năm 2025. Trang Sputnik News đưa tin, Giải thưởng ẩm thực thế giới đã trao giải điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023 cho thành phố Hà Nội. Theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực, Hà Nội được ví như ngôi sao đăng lên của bản đồ du lịch toàn cầu khi 3 trong số 4 nhà hàng được gắn sao Michelin đầu tiên của Việt Nam đều có mặt ở thủ đô. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Tình trạng sạt lở tại Hội An diễn biến phức tạp, đe dọa tới đất đai và nhà ở của nhiều hộ dân, đòi hỏi những giải pháp mang tính hiệu quả hơn. Gấp rút hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội văn hóa các dân tộc rất ít người được khai mạc tại tỉnh Lai Châu vào ngày 3 tháng 11. Tiếp tục bản tin với các thông tin đáng chú ý. Hoàn lưu của đợt áp thấp nhiệt đới không chỉ gây mưa lớn khắp miền Trung mà còn tạo ra những đợt chiều cường kết hợp với sóng to, gió lớn gây tác động nghiêm trọng đến nhiều bãi biển trong khu vực. Tại Quảng Nam, tại bờ biển khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tình trạng sạt lở ở đây đang diễn biến phức tạp. Sạt lở đang ngày càng ăn sâu vào đất liền, đe dọa tới đất đai và nhà ở của nhiều hộ dân.
Chỉ riêng trong 10 ngày qua, bờ biển tại khu vực khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An đã bị sạt lở đến gần 1.500 mét, có nơi ăn sâu vào đất liền đến hàng chục mét. Tình trạng sạt lở đang có xu hướng mở rộng về hướng Bắc đến tận bãi tắm An Bàng sau khi nhiều đoạn bờ biển phía Nam được kè chắn. Để tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mình, nhiều người dân đã bỏ tiền tỷ để xây kè mềm chắn sóng. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, giải pháp này không chỉ gây mất mỹ quan cho các bãi tắm du lịch, mà còn khiến sạt lở lan rộng ra các điểm chưa có hệ thống kè kiên cố. Ngỡ lỡ rầm, mỗi ngày nở 50 mét, luôn ra chịu nấu. Thì dân phải tự đảm bảo tài sản của mình, với mỗi đảm bảo mạng sống con người thì gia đình phải bỏ tiền ra để kè và giữ đất. Thang chống nhất vẫn là việc kè ngầm, chán sóng ngầm ở ngoài khơi. Tuy nhiên việc này là xong mùa hè thì đơn vị thi công mới tiến hành thi công được. Sạt lở bờ biển tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra từ nhiều năm nay. Các dự án nghiên cứu tìm giải pháp tổng thể để cứu bờ biển cũng đã được khởi động. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa dừng lại và có xu hướng nghiêm trọng hơn. Thực tế, những năm vừa qua cho thấy các giải pháp kè chắn thiếu đồng bộ, chắp vá, kè chỗ này thì lở chỗ kia. Trong lúc các giải pháp chống sạt lở bờ biển vẫn chưa phát huy hiệu quả, thì việc người dân tìm cách tự cứu lấy mình cũng là điều dễ hiểu. Tại Hà Tĩnh, mưa lũ trong những ngày vừa qua đã khiến gần 1.000 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm hecta hoa màu bị hư hại. Riêng tại huyện Hương Khê, gần một nửa số trường học phải đóng cửa. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ là rất lớn. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị quân sự, công an tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường tại những khu vực nước đã rút, qua đó nhằm sớm ổn định đời sống của người dân và hạn chế lây lan dịch bệnh. Tại trường mầm non Hương Thủy, huyện Hương Khê, lũ lụt đã ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét, khiến toàn bộ sách vở, dụng cụ dạy học của giáo viên và học sinh bị hư hỏng. Ngay sau khi nước rút, các giáo viên đã tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường. Nhà trường chỉ sơ tán được một số ít máy móc, tivi, chứ còn những cái đồ dùng dụng cụ thì không có thể di chuyển nổi, là vì cả cô ở xa, cả cô phải vượt đường, vượt lũ để chạy về. Còn lại thì dư là hư hỏng rất là nhiều. Lực lượng trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ đã huy động 300 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ địa phương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, trong đó ưu tiên hỗ trợ vệ sinh tại các trường học, trạm y tế và các gia đình neo đơn. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị cũng đã chia ra các tổ, các mũi để hỗ trợ toàn bộ các trường học, các công sở của chính quyền địa phương khắc phục tốt nhất, sớm nhất cái hậu quả sau lụt bão gây ra. Lúc này, trên địa bàn của huyện Hương Khê vẫn chưa có điện và chưa có nước, nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất 1 đến 2 ngày nữa thì nước lũ ở các vùng hạ du mới rút hết, khi đó người dân mới có thể ổn định lại cuộc sống. Song song với công tác vệ sinh, chính quyền địa phương cũng tổ chức phun tiêu độc khử trùng môi trường xung quanh. Tập trung xử lý các cái vệ sinh môi trường, tập trung cho các cái trường học trước, sau đó là các trạm y tế và các cái nhà văn hóa của các xóm thôn trên địa bàn. Công tác khắc phục thiệt hại, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ vẫn đang được tỉnh Hà Tĩnh gấp rút triển khai. Trung tâm Việt Nam học đầu tiên của Thái Lan đã chính thức ra mắt vào chiều ngày hôm qua tại tỉnh Udon Thani, đông bắc Thái Lan. Đây là cơ sở tin cậy phối hợp đào tạo chuyên sâu, cung cấp dữ liệu, kiến thức đa chiều về Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trung tâm Việt Nam học đầu tiên của Thái Lan do Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani thành lập. Trung tâm được xem là nguồn tri thức hàn lâm, là cơ sở sáng tạo và phát triển tri thức về Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Đây cũng là nơi bồi đắp dữ liệu, kiến thức về Việt Nam có chất lượng, phục vụ các cơ quan chính phủ và tư nhân của Thái Lan nhằm thúc đẩy quan hệ Thái Lan-Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Ngày mai mùng 3 tháng 11 sẽ chính thức diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội. Không khí luyện tập của các nghệ nhân diễn viên diễn ra sôi động khẩn trương. Các vật dụng, đạo cụ phục vụ cho lễ khai mạc cũng được các nghệ nhân gấp rút chuẩn bị với mong muốn mang đến những tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc rất ít người.
Hiện nay thì bản thân tôi cùng các đồng đội thì đã tập luyện từ lúc ở địa phương rồi. Nên là hiện tại là các tiết mục tham gia ngày hội biểu diễn cho dân tộc dưới 10.000 người ấy thì đội chúng tôi đã hoàn thiện được hơn 90%. Bây giờ chỉ lên khớp trên sân khấu và để đợi cái ngày thì, biểu diễn thôi ạ. Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất do tỉnh Lai Châu đăng cai tổ chức và tuần lễ du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023 với chủ đề bảo tồn phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người diễn ra trong 3 ngày từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 11 tại thành phố Lai Châu. Ngày hội có 11 tỉnh thành phố tham gia với 14 dân tộc có dân số dưới 10.000 người. Đến thời điểm này thì ngoài cái việc là tập trung cho chuẩn bị các cái nội dung kế hoạch kịch bản cho chương trình của ngày hội, nhất là lễ khai mạc, thì tỉnh và các cái cơ quan có liên quan cũng đang tập trung chỉ đạo đôn đốc cái việc đó là hoàn thiện cái việc lắp đặt các cái không gian sân khấu, không gian trưng bày giới thiệu các cái không gian văn hóa, sản phẩm ô cốp, nông nghiệp đặc trưng và một số những cái hoạt động văn hóa khác. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Lai Châu và các đoàn nghệ nhân, diễn viên đến từ các địa phương sẽ góp phần mang đến thành công của ngày hội. Phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.